Kính chào quý anh chị nha. Hôm nay em có mấy cái kho nằm ở chân cầu Phú Long mới cho thuê. Cái kho của em có diện tích là chiều ngang là 12m và chiều sâu là 42m. Điện 3 pha, nước máy. Đường trước kho là đường xe container. Được cho thuê với giá là 30 triệu một tháng. Quý anh chị có thể ký hợp đồng 3 năm hoặc 5 năm, hoặc sau 5 năm chúng ta có thể ký hợp đồng thêm nữa cũng được. Đường trước kho là đường xe container nha, có chiều ngang là 10m và hành lang có chiều hành lang vỉa hè là 4m. Phía trong chúng em còn chừa thêm 2m nữa nên rất là rộng. Vị trí của cái kho là ngay chân cầu Phú Long mới. Nó liền giữa quận 12 và Bình Dương. Ở bên đây em cũng còn một cái kho gỗ cũng cho quý anh chị thuê lại luôn nha. Lúc trước cái kho gỗ này để sử dụng để sản xuất gỗ, nhưng mà bây giờ người ta trả lại, bây giờ em cũng cho thuê luôn nha. Giá thì mềm hơn mấy cái kho bên đây. Ở bên đây thì cao ráo, sạch sẽ, không có bị ngập nước gì hết. Nếu quý anh chị muốn thuê kho thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại góc màn hình nha. Tới xem kho và ký hợp đồng. Hiện tại thì em cũng còn 3-4 cái kho nha. Quý anh chị muốn thuê hết 3-4 cái kho thì cũng được ha, thuê riêng rẻ từng cái cũng được. Và đây là khúc ngay cái chân cầu Phú Long mới. Một hướng là về đường Hà Huy Giáp, một hướng là qua cầu Phú Long mới chúng ta sẽ về Bình Dương, Biên Hòa, và hướng ngược lại chúng ta sẽ về thành phố Thủ Đức. Đường rất là rộng nha. Xin nhắc lại, kho có diện tích là ngang 12 và chiều sâu là 42m, tổng diện tích là 500m2. Điện 3 pha, nước máy đầy đủ. Đường trước kho là đường xe container và được cho thuê với giá là 30 triệu một tháng. Quý anh chị có nhu cầu ký hợp đồng 3 năm, 5 năm, hoặc là sau 5 năm chúng em sẽ ký thêm hợp đồng cho quý anh chị nha.